Hello, chào mừng các bạn đến với Talk Chứng khoán. Vâng, gần đây có rất là nhiều bạn hỏi về cách chơi cách giao dịch chứng quyền dễ và hiệu quả. Thì hôm nay mình làm cái video để hướng dẫn các bạn cách chơi chứng quyền. Thực ra thì chứng quyền nó là một loại phái sinh trên cái nền tảng là của một cổ phiếu cơ sở. Thì ở đây thì phải nói ngay từ đầu là bản thân khi chúng ta giao dịch chứng quyền thì nó sẽ có hai cái rủi ro. Thứ nhất là rủi ro liên quan đến cái chứng khoán cơ sở, tức là các cái biến động lên và xuống, cái cơ hội tăng giá. Và chứng quyền cũng vậy, theo đó nó sẽ là theo cái biến động giá của cơ sở và cả các cái rủi ro khác, ví dụ về đáo hạn hoặc là về cái biến động về thanh khoản. Và rất nhiều bạn thì có rất là nhiều nhà đầu tư cũng muốn, thứ nhất là tiết kiệm vốn, tiết kiệm các cái chi phí vốn, đúng không ạ? Thay vì mua các cái cổ phiếu cơ sở thì các bạn suy nghĩ rằng là mua chứng quyền thì nó sẽ có hiệu quả hơn. Thì mình sẽ cùng với các bạn phân tích cũng như là hướng dẫn các bạn cách. Đây thì có cái file Excel sẵn rồi, thì các bạn chỉ phải copy vào để các bạn nhìn các cái diễn biến thôi, các cái kịch bản với các cái giả định. Thì mình sẽ hướng dẫn xong tặng cho các bạn các cái file đấy, và mình cũng chỉ cho các bạn một số các cái chiến lược đơn giản để chúng ta có thể có lợi nhuận. Và chúng ta cũng cân nhắc cái việc là lựa chọn là giao dịch chứng khoán cơ sở hay chứng quyền các bạn nhé. Chúng ta sẽ đi có một cái file Excel về chứng quyền ở đây nhé các bạn nhé. Thì để mà các bạn có lợi nhuận về chứng quyền thì bao giờ các bạn cũng chứng quyền là đi theo chứng khoán cơ sở, đúng không ạ? Chứng quyền của chúng ta muốn lên, hiện nay chứng quyền thì mình có giao dịch là mua thôi, đúng không ạ? Mua rồi bán. Thì để chứng quyền lên được thì chứng khoán cơ sở nó phải lên được. Thì cái câu chuyện để chọn chứng khoán cơ sở nó lên được thì nó lại là một cái bài toán khác đấy các bạn nhé. Có rất là nhiều chủ đề nói về những cái cách để đánh giá cái cổ phiếu cơ sở nó có lên hay không. Có rất là nhiều cách, nhưng mà nó sẽ phụ thuộc vào hai cái chính. Thứ nhất là từ cái thị trường chung đi lên thì hầu như các cổ phiếu đi lên, đúng không ạ? Cái nhất, cái thứ hai là dòng tiền vào các cái chứng khoán cơ sở, có thể là theo dòng trụ, ví dụ vừa rồi gần đây thì có dòng chứng khoán, dòng ngân hàng, đúng không ạ? Hoặc là bản thân riêng cái chứng khoán cơ sở đấy. Thì tóm lại là để mà cái chứng quyền lên được thì các bạn phải chọn được cái chứng khoán cơ sở nó lên được, là cái nhất. Cái thứ hai là bạn phải chọn được cái chứng quyền có lợi thế về giá, tức là không bị đắt, đúng không ạ? Nếu mà chứng quyền mà có khả năng lên được mà lại mua đắt quá thì nó cũng sẽ không hiệu quả và rủi ro. Nếu nó có biến động giá thì chúng ta sẽ là người hưởng cái rủi ro đấy. Và cái nữa là có đánh giá cái lợi nhuận kỳ vọng có đạt yêu cầu hay không. Thì rất là nhiều chứng quyền khi mà vào những cái giai đoạn mà tăng giá chứng khoán cơ sở, chứng quyền có thể lợi nhuận là 50, 70, 100% và thậm chí 200%, đúng không ạ? Thì nếu mà so sánh với chứng khoán cơ sở thì các bạn thấy rằng là chứng quyền này nó sẽ không có margin, đúng không ạ? Chứng khoán cơ sở thì nó sẽ có margin. Nếu mà bao giờ cái mà lợi nhuận kỳ vọng của chứng khoán, của chứng quyền này nó phải gấp đôi, tối thiểu là gấp đôi chứng khoán cơ sở thì chúng ta mới chơi, đúng không ạ? Ví dụ các bạn thấy rằng là chứng khoán cơ sở có lợi nhuận được 30%, chứng quyền này các bạn kỳ vọng phải tối thiểu là 60%, cộng với những cái lợi nhuận từ việc chúng ta mua được cái giá rẻ này thì các bạn phải được 80%. Và đồng thời chúng ta phải kiểm soát được cái rủi ro, đúng không ạ? Ví dụ như chứng khoán thì cơ sở thì thông thường nếu phương pháp chúng ta mua là chúng ta rủi ro khoảng 7%, thì cái này chúng ta chỉ chấp nhận rủi ro khoảng 20-30% thôi. Thì nếu nói về mặt tiết kiệm cái vốn á, để đòn bẩy để tăng cái hiệu quả thì so với chứng khoán đấy cũng không nhiều đâu nhé các bạn nhé. Nhưng mà và tuy nhiên là rủi ro thì nó cũng khá là cao. Thì bây giờ ví dụ đây, bảng giá SSI, các bạn xem ở cái bảng giá SSI này thì các cái thông số về như vậy này, các bạn xem các cái thông số về chứng quyền là nó nhiều nhất, nhiều hơn các cái khác. Thì mình có làm một cái file Excel như các bạn, thì mình trước hết là nói với các bạn về cái cách giao dịch chứng quyền hiệu quả đã, sau đấy thì sẽ nói với các bạn về các cái lưu ý về giao dịch chứng quyền để giảm các cái rủi ro, đúng không ạ? Và cảnh báo một số các cái rủi ro để chúng ta lưu ý trong cái quá trình mà chúng ta giao dịch chứng quyền và đưa ra cái chiến lược, đúng không ạ? Thì
Đây là có một cái bảng tính nhé các bạn nhé. Lát mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái bảng tính này. Ở đây thì mình sẽ copy. Tại cái thời điểm các bạn nghiên cứu, các bạn định mua chứng quyền á, thì các bạn nên nên copy đấy vào, thì các bạn phải thu nhỏ lại nhé. Các bạn về chuột để thu nhỏ nó lại để chúng ta copy toàn bộ cái này này. Các bạn copy vào Excel này, copy vào cái bảng này là cái bảng trung gian. Các bạn đặt vào đây, các bạn Ctrl V nhé. Rồi paste này. Nhiều. Các bạn để vào đây. Chỗ này chúng ta xóa hết đi. Delete này. Các bạn để vào đây nhá. Các bạn ra đây này. Ctrl C này. Copy nhá. Ctrl V này. Ok. Đấy thì các bạn gần như cái này để copy cái ở trên này về đây. Sau các bạn lại bôi cái bảng này cho mình. Bôi tất cái bảng nhé. Ctrl Shift cách này. Ok đúng. Ctrl C nhé. Các bạn ném sang đây. Cái bảng tính như này. Đấy. Ok ok đúng không ạ. Thì các bạn nhìn xuống phía cuối xem nó đã bao trùm hết cái bảng đấy chưa đúng không ạ. Xong sang bên này. Các bạn kéo công thức xuống để cho nó chạy. Đúng không ạ. Thì ở đây là sẽ là có những cái chứng quyền mà đang còn cái hiệu lực thực hiện đúng không? Tức là chưa đáo hạn. Thì như mình có nói á, thì các bạn phải chọn được cái chứng quyền của một cái chứng khoán cơ sở mà lên giá được. Thì bắt buộc chúng ta sẽ phải vào ấy thôi. Có thể các bạn vào các cái AMI này. Các bạn phân tích, ví dụ như là các bạn EIB đúng không ạ? Đấy, các bạn phải đánh giá xem nó lên được không, lên được bao nhiêu phần trăm. SSI hoặc là Hòa Phát đúng không ạ? Gần đây thì các bạn mua chứng quyền Hòa Phát thì rất là trúng đúng không? Các bạn phải tính cho được là ví dụ ngày hôm nay ở đây thì các bạn tính tuần sau nó có lên được không? Đúng không ạ? Thì nó là chứng khoán cơ sở. Sau đó thì các bạn nhìn vào đây, sau khi bạn copy các bạn nhìn vào đây nhé. Ví dụ ở đây có Hòa Phát này. Đúng không ạ? Ví dụ đây là Hòa Phát nhé. Đúng không? Thì ở trong cái bảng này này thì chúng ta không đánh giá được cái hoạt động của chứng khoán cơ sở nữa, mà chúng ta chỉ đánh giá cái chứng quyền xem là thứ nhất là ở cái bảng đấy sẽ trả lời cho chúng ta được hai cái này này. Thứ nhất là chứng quyền hiện nay các bạn mua có bị đắt không, và thứ hai là có cái lợi nhuận kỳ vọng không. Thì đối với đắt hay không á thì mình nghĩ đây. Ví dụ cái mã này đi. Thì các bạn copy xong nhé, thì nó sẽ bên này nó sẽ là mấy cái khu vực. Thứ nhất đây là các cái thông số cơ bản nhất này. Đây là các cái giả định khi mà giá cổ phiếu cơ sở biến động nhé các bạn nhé. Ví dụ như là cái mà chúng ta đang nói ở đây là cái mã Hòa Phát 2021 đây này. Thì các bạn phải lưu ý nhé, cái ngày giao dịch cuối cùng là ngày 20 tháng 9 đây nhé. Thì chúng ta phải chủ động để chúng ta tính cái chứng khoán cơ sở nó hoạt động trước cái ngày 20 tháng 9 năm 2021 này, nó phải lên giá được đúng không ạ. Nếu cái này gần quá là cũng sẽ xịt đấy. Ví dụ trong một tuần, hai tuần hoặc một hai ngày là chắc chắn chứng khoán nó không lên, cơ sở nó không lên được đâu. Nên chọn cái này có thời gian nó ra dài một chút đúng không ạ. Thì giá chứng quyền hôm nay của nó là khớp ở giá trần là 10.031 đúng không ạ. Thì các bạn nhìn sang đây. Nó cũng có rất nhiều thông tin đây, như đây mình chuyển qua lại cho như dễ nhìn này. Thì giá chứng khoán cơ sở của nó đang là 55 đúng không ạ? Và giá thực hiện quyền của cái này là 34.000. Giá chứng quyền là 10.31 nhé các bạn nhé, vừa đây đúng không ạ? Chuyển sang đây. Tỷ lệ chuyển đổi của nó là 2.999 này. Những cái này đều là công thức hết thôi, không có gì là quá đặc biệt đâu các bạn. Có thể tìm hiểu cũng được, mà chả tìm hiểu thì thôi cũng không cần. Cái số ngày đến hạn này cũng phải lưu ý nhé. Ở đây mình không cho vào đây bởi vì cái định dạng của cái này nó hơi bị lộ cộ. Cái thì ngày trước tháng sau, cái thì tháng trước ngày sau, cho nên mình không cho vào đây. Nhưng các bạn lưu ý là phải để cái thời gian nó rộng rãi một chút để chứng khoán cơ sở nó còn lên. Nhưng mà thì về cái này thì
thì là cái giá chứng quyền á, mà hòa vốn với cái giá cơ sở hiện tại là với cái 55,5 này này, thì cái giá chứng quyền hòa vốn của nó là 7.150 đồng, nhưng hiện nay các bạn nhìn thấy nó là 10,3 nghìn, vậy là nó đang bị đắt rồi đúng không? Các bạn mua bây giờ là các bạn bị đắt mất 3 nghìn đúng không ạ? Đa 3 nghìn, tức là các bạn không có lợi thế về giá. Thông thường thì các bạn phải chọn làm sao cho cái giá lợi nhuận giả lập đối với giá hiện tại này là mua phát là phải có lãi ngay. Mua phát phải có lãi ngay chứ mua mà lỗ thì rất là dở đúng không ạ? Thì thứ nhất là phải mua phát phải có lãi ngay. Là một cái, thứ hai là cái này là trả lời cho cái câu số 2 của các bạn này, đúng không ạ? Cái này là trả lời cho câu số 2 nhé, cái này là trả lời cho câu số 2 nhé. Còn tất cả cái chỗ này này nó trả lời cho cái câu số 3 các bạn. Câu số 3 nhé, không phải là 3%. Câu số 3. Đây là trả lời cho câu số 2. Các bạn nhé. Thì câu số 2 là mua có bị đắt không? Đúng không ạ? Thì nhìn đây là chúng chắc chắn bạn đắt rồi, chúng ta đắt mất 3.100 rồi, đúng không ạ? Và cái trả lời cho câu số 3 là câu số 3 là có lợi nhuận kỳ vọng không, đúng không ạ? Thì chúng ta đây có giả lập này, nếu mà giá chứng khoán cơ sở là Hòa Phát á, mà giảm 5% thì giá chứng quyền của các bạn giảm mất 4.000, tức là các bạn bị lỗ mất 40%. Tức là giá chứng khoán cơ sở giảm 5% thì các bạn dần giá chứng quyền của bạn nó bị giảm mất 40% rồi. Còn nếu nó tăng 5% thì các bạn vẫn bị âm 21%. Và nếu nó tăng 10%, đây như các bạn nhìn hai cái bảng này nó là hai bên, một bên là giá trị tuyệt đối, một bên là tỷ lệ phần trăm nhé. Nếu giá chứng quyền mà giảm 5% thì cái này giảm 4.100 và tương đương với 40%. Nếu tăng giá chứng khoán cơ sở tăng 5% thì giá chứng quyền của các bạn vẫn bị đắt mất 2.200 và các bạn vẫn bị lỗ mất 21%. Nếu mà giá chứng khoán cơ sở tăng 10% thì các bạn vẫn bị lỗ. Tức là cái bản thân cái mã này là nhà đầu tư mua hơi bị quá liều, hơi bị quá đà. Kể cả mà cái Hòa Phát này nhé, nó tăng được 20%, tức là cái giá Hòa Phát hiện nay nó là 55 này này, mà nó tăng được 20% của cái giá 55,5 này lên này các bạn này, thì các bạn mua ở cái giá này này, chả hiểu những cái nhà đầu tư nào điên mới lao mà mua cái giá đắt như này đúng không? Không thể kỳ vọng một một thứ rất là viển vông ở một cái mã cơ sở và chấp nhận một cái giá chứng quyền quá đắt như này. Các bạn giá cơ sở lên được 20% thì các bạn mới có lợi nhuận là 0,6 thôi, tức là các bạn mới có lãi 6%. Thì như thế này gọi là một đánh cược dại dột các bạn nhé, như thế này thì gọi là một lần cái dạng đánh cược dại dột, bởi vì không ai đi mua một cái rõ ràng là bị đắt đúng không ạ? Và nếu cái biến động của cơ sở lên đến 20% mà chúng ta vẫn bị lỗ thì là rất là phi lý. Các bạn phải chọn làm sao cho những cái chứng quyền ở đây này, thứ nhất là ở cái hai này là các bạn không bị lỗ nhiều, không bị lỗ nhiều hoặc là các bạn phải có lợi nhuận. Dạo này là rất là nhiều nhà đầu tư là mua hơi bị là quá cao trào các bạn nhé. Thị trường chứng khoán cơ sở đang cao trào và chứng quyền cũng rất cao trào. Thời điểm này thì đúng là không phù hợp để mua. Như đây mình làm cái ví dụ để hướng dẫn các bạn thôi, thì các bạn nhìn thấy là nếu mà các bạn đã có những cái này này thì các bạn xem một vài bữa các bạn nên chốt lời đi nhé các bạn nhé, chứng quyền á, chứ không thể đuổi đâu. Đây thì ví dụ một cái chứng quyền ở đây chúng ta chọn mua đúng không? Ví dụ cái này này là lỗ 0,1 này, ví dụ cái này là ít nhất này. Các bạn có thể ví dụ nhé, đây là ví dụ nhé. Đầu tiên là phải xem con MBB này này, cơ sở nó có lên được không? Đúng không? Nó có thể lên được. Ví dụ đây. Đấy, 38,2 thì các bạn xem là nó sẽ lên được bao nhiêu phần trăm. Bao nhiêu phần trăm nhé. Thì nếu hiện nay giá của nó phù hợp là 22.000,2, giá chứng quyền của nó là 22,3, tức các bạn mua thì các bạn định đắt một chút đúng không ạ? Và nếu mà giả định cái mã MBB cơ sở mà nó tăng được thêm 10% thì các bạn sẽ được tăng thêm giá chứng quyền của các bạn thêm được 3.700, tương đương 17%. Và nếu được 20% thì là chứng quyền của bạn được 34%. Đúng không ạ? Thì nói chung là ở đây nó phải có hai cái, thứ nhất là cái này không bị đắt. Và thứ hai là đối với mình nhìn đây này, nếu mà giá cơ sở mà tăng 20% thì chúng ta phải được lợi nhuận tối thiểu là 40% thì chúng ta mới chơi mới đặt cược.
Các bạn nhìn đây, ví dụ cái này 98% này. Đây này, đúng không? MWD thì di động nhá. Thế này nếu các bạn mua thì các bạn đang được rẻ 0,03 đồng, đúng không ạ? Nếu tính theo công thức của nó là 2,85 mà của nó đang là hiện nay là 2,82 là các bạn được rẻ 0,03. Và nếu cái thế giới di động nó tăng lên được 20% thì giá chứng quyền của các bạn được 98%. Tuy nhiên là cũng phải chia buồn với các bạn là hiện nay thế giới di động nó đang cắm xuống nhá. Thế giới di động đang cắm xuống. Do vậy là để hy vọng cái này nó lên rất là khó. Các bạn nhá, thì các bạn lưu ý là bao giờ là phải tìm được một cái chứng quyền trên một cái chứng khoán cơ sở mà nó có xu hướng lên. Chúng ta được cái này là rẻ, đúng không ạ? Là nó là số dương hoặc là nó không bị âm quá nhiều. Và thứ hai là cái tỷ lệ kỳ vọng này, ở những cái mốc này. Đúng không ạ? Thông thường nó về gấp đôi. Nếu giá chứng khoán cơ sở tăng 10% thì chứng quyền của bạn cũng phải tăng. Như thế này là chúng ta fail này, đúng không? Tăng 10% mà toàn âm này. Đúng không ạ? Cái này tăng 20% thì cái này chúng ta phải có từ 40-50% trở lên. Và phải có kịch bản cắt lỗ nữa là nếu mà giá cơ sở lỗ 5% thì các bạn lỗ bao nhiêu phần trăm, đúng không? Đây là một kịch bản lỗ. Đây là kịch bản lỗ này, đây là lỗ về giá trị tuyệt đối này. Đây là kịch bản lỗ 5% thì giá chứng quyền các bạn lỗ bao nhiêu phần trăm. Đó thì hiện nay á, bạn nào mà giữ chứng quyền thì theo mình cũng nên chốt lời dần đi, bởi vì nó rất là biến động. Tất nhiên là thị trường nó đang chạy nước rút như thế này, rất nhiều mã chạy, đặc biệt là Hòa Phát này, SSI này, nó chạy nước rút các thứ, HCM khá là ok. Nhưng mà các bạn giả định là kể cả những cái này nó có thể chạy được khoảng 10-20% thì có xứng đáng này các bạn đây được 40-50% không? Ví dụ về hiện nay SSI đang chạy tốt nha, mình sẽ cho các bạn xem một số cái ví dụ nhé. VIX này thì đang cắm xuống rồi, không chấp, đúng không? VIX thì xuống rồi. Và mình có đánh giá về thị trường cơ sở thì thấy VIX là xuống này, VRE xuống này, VPBank thì có lên, Vinamilk xuống nhé, bỏ không bỏ qua nhé, cái này đi. Nói chung là nhà đầu tư nhỏ lẻ nhưng mà nói chung cũng khôn lắm các bạn ạ, họ đều là rất là ấy đấy. Chờ một chút máy. Ví dụ đây đi. Đấy, các bạn mua VPBank này thì các bạn bị lỗ ít này, thậm chí có lãi một chút này, đúng không ạ? Và khi nó tăng ở kịch bản 20% thì các bạn có thể được 44%, ví dụ đây này, cái này này, đúng không? Các bạn mua là được rẻ, 0,15 điểm, đúng không? Nếu mà cái này tăng 20% thì các bạn được tăng 44%, và nếu cái kia nó lỗ 5%, chứng khoán cơ sở giảm 5% thì các bạn bị giảm 10%, đúng không? Tức là cứ nhân đôi lên, ví dụ giả định là cơ sở thì chúng ta có margin 50-50, đúng không? Thì đây nó là một nhân đôi thôi, thì các bạn tối thiểu phải nhân đôi chứ không có thì không chơi nhá, bởi vì rủi ro thì nhiều mà kỳ vọng thì ít thì không nên chơi đấy. Thì các bạn xem đây, các bạn có thể biết, thì các bạn lưu ý trả lời hai câu hỏi nhé. Một là chứng quyền nó phải có lợi thế, không bị đắt, ok, cái này phải là không bị đắt nhé. Cái thứ hai là cái kỳ vọng nó phải cao, cơ sở biến động một thì chứng quyền phải biến động khoảng 2-4 lần nhé. Còn nếu mà chứng khoán cơ sở mà lỗ thì nó phải lỗ ít thôi. Này chứng khoán cơ sở lỗ 5% mà lỗ 100% thì bằng không về mo luôn thì chết, như này chết các bạn nhé. Thì nhìn đây thì bạn nào mà nghiên cứu thì có thể copy cái này vào nghiên cứu xem là còn đang có tình trạng báo động hay không. Thực ra các bạn copy đấy các bạn nhìn có thể chốt lời được mà, giúp để vừa qua thị trường rất là nhiều mã tăng rất mạnh rồi, bên các bạn hy vọng mang 23% một cái rất là khó. Các bạn chờ máy chú đồ họa hơi bị chậm tí. Thì các bạn kỳ vọng cái này lên khoảng 50-60% là khó, đúng không ạ? Mà trong đó lại rủi ro, lại phải kiểm soát rủi ro, kỳ vọng lợi nhuận phải cao. Do vậy là nó cũng không dễ đâu, mà thời điểm này mua chứng quyền là không phù hợp các bạn nhé. Đấy thì các bạn phải đạt được hai cái này nhé. Cái câu hỏi, cái câu số 1 thì mình không nói rồi. Phải chọn được cơ sở lên, chứng quyền là phải mua rẻ, và khi cơ sở biến động thì chứng quyền của các bạn có biến động nhiều. Đó thì nó là ba câu hỏi là chúng ta phải trả lời được, nếu không trả lời được thì thôi, không chơi các bạn nhé. Cái thứ hai là lưu ý về giao dịch chứng quyền có một số rủi ro. Thứ nhất, rủi ro về biến động thì các bạn thấy rồi, đúng không? Vừa nãy thấy rồi, rõ ràng là chứng khoán cơ sở khi biến động một thì
chứng quyền bao giờ nó phải biến động khoảng 2 hoặc 3 lần. Thì các bạn phải chấp nhận được khi các bạn kỳ vọng lợi nhuận. Các bạn phải chấp nhận rủi ro và các bạn phải cân đối xem việc lựa chọn giữa cơ sở với lại chứng quyền thì chọn cái nào. Nếu chọn cơ sở thì chúng ta có margin đúng không ạ? Có thể margin, ví dụ những cái mã cho margin lớn thì cũng có thể là nhân đôi. Đúng không ạ? Chứng quyền thì nhiều bạn tham gia chứng quyền thì các bạn nghĩ rằng các bạn chỉ bỏ khoảng 5 hoặc 10 triệu vào đấy thôi. Hoặc 20 30 triệu vào đấy mà các bạn mua đúng thì lợi nhuận gấp đôi, đúng không ạ? Đấy là nếu chúng ta biết phân tích thì có thể gấp đôi, mà với điều kiện là các bạn phải mua sớm từ đầu sóng cơ. Chứ các bạn mua treo leo ở trên đỉnh sóng này thì khó. Thì phải lưu ý thứ nhất là rủi ro biến động, thứ hai là không có margin, và thứ ba là thanh khoản. Bởi vì là các bạn nhìn các khối lượng giao dịch của nó rất là ít thôi, đúng không? Hàng ngày rất là ít, khớp lệnh, khối lượng khớp lệnh không nhiều, đúng không ạ? Đây tổng khối lượng có mấy chục ngàn này, mấy trăm ngàn này, mà mười trăm ngàn này có mấy nghìn một cái thì có bao nhiêu tiền đâu, đúng không? Các bạn bỏ ra khoảng 300 triệu, 400 triệu là mua là khó lắm rồi. Đấy, thanh khoản rất ít thì phải cẩn thận. Về thứ nữa là đáo hạn, phải để cái đáo hạn nó phù hợp dài dài cho một tí. Chứ các bạn mua một cái mà tính 1-2 tuần mà đáo hạn là đứt đấy, có thể là về zero luôn đấy, hoặc là sẽ lỗ ngay. Cho nên phải trừ hao cái đáo hạn dài ra. Và cái rủi ro nữa là rủi ro từ cổ phiếu cơ sở nó không lên được. Các bạn nhé, cổ phiếu cơ sở này này, nó là một thứ, nếu các bạn mua cổ phiếu cơ sở không có margin thì nó là một thứ gọi là hiện hữu và có thể lâu dài được, đúng không ạ? Các bạn có thể lời, có thể lỗ, nhưng mà nó không biến mất. Nhưng mà chứng quyền nó là biến mất đấy. Hết đáo hạn, nếu các bạn lỗ là các bạn sẽ biến mất đấy. Cho nên phải lưu ý những cái rủi ro này. Và cái chiến lược á, thì để một chiến lược đầu tư chứng quyền hiệu quả thì thứ nhất là các bạn nên sau một cái nhịp sóng rơi thì các bạn chọn khi bắt thị trường chung bắt đầu lên thì chúng ta bắt đầu quan sát trong thị trường chung lên thì chọn các cái cổ phiếu cơ sở tốt nhất, lên mạnh nhất các bạn nhé. Ok, chọn đúng các cổ phiếu như đây này, nhìn đây này, ví dụ nhìn đây có những cổ phiếu gì thì chúng ta chọn cổ phiếu trong này này, ví dụ FPT này, Hòa Phát, Khang Điền này, MVB này, Thế Giới Di Động này, đúng không, NVL, PDL, STB các thứ, PNG các thứ này, đúng không? Các bạn phải nhìn vào chart cái này, các bạn phân tích xem nó có lên hay không này, đúng không? Ví dụ như FPT này, FPT ok đang chạy nước rút đúng không ạ? PNG này, ok. Các bạn mua ví dụ là cái ngày mà theo thóc chứng khoán cho cái tín hiệu mua là cái ngày mùng 5 tháng 4. À, mùng 4 tháng 5 các bạn nhé. Đây. Đấy, thì các bạn phải xem các cổ phiếu này này. Đấy, từ cái ngày này này là các bạn phải kỳ vọng bao nhiêu phần trăm lên. Thì các bạn phải chọn được cổ phiếu cơ sở mà dự kiến lên, đúng không ạ? Thông thứ ba các bạn phải chọn được chứng quyền giá không bị đắt. Đúng không ạ? Ok, không bị đắt nhé. Xong lại tiếp chọn chứng quyền mà lại có kỳ vọng nhé, đúng không ạ? Có kỳ vọng vào này. Thì tại thời điểm đấy là cái này không bị đắt, và nếu mà các bạn phải giả định rằng là nếu mà chẳng may cái giá cơ sở nó bị lỗ 5% thì các bạn lỗ bao nhiêu phần trăm, đúng không? Giá nếu mà lỗ 5% mà cái này lỗ khoảng 50% thì thôi bỏ qua, đúng không? Nếu cái này lỗ 5% mà cái này khoảng 10% thì ok, mà lãi 20% thì cái này lãi khoảng 100%, như thế nó phải ok, nó phải hiệu quả thì chúng ta mới tham gia nhé. Bởi vì chơi chứng quyền này là khá là rủi ro đấy, cho nên nếu các bạn không được cái hiệu quả, cái lợi thế về mặt giá mua này này, và không có cái kỳ vọng tốt ở đây này, và cái rủi ro ở đây này, bản chất đây là lợi thế hiện tại này, đây là rủi ro này, và đây là kỳ vọng này, những cái này là giả lập, kỳ vọng giả định này, thì chúng ta không nên chơi các bạn nhé. Đó là những cái về mình đánh giá về cái chứng quyền. Thực ra có rất nhiều bạn là cũng chơi cái này, nhưng mà có thể cũng không hiểu sâu lắm đâu. Thì làm cái clip hướng dẫn các bạn cái cách chơi thì các bạn cứ vào SNI này thôi. Các bạn xóa bảng này đi, các bạn copy một cái mới tinh vào. Xong các bạn lại copy từ cái này chuyển qua đây. Ok, thế là xong. Nhưng các bạn lưu ý nhé, thì cái file này mình sẽ tặng cho các bạn để các bạn nghiên cứu. À, chứng quyền thì mình cũng ít khi giao dịch cái này lắm, bởi vì nó bé, thì mà nó cũng đáo hạn đáo hiệu khá lằng nhằng. Thì tuy nhiên là cái này nếu vào những cái giai đoạn đầu sóng á, thì nếu chúng ta tham gia thì cũng có những cái hiệu quả nhất định đấy các bạn nhé. Ok, đấy thì
các bạn thấy nó hiệu, thấy cái file này ok hoặc clip này ok thì vui lòng chia sẻ cho những người bạn các bạn nhé. Thì các bạn có thể subscribe kênh và nhấn nút quả chuông để nhận các thông tin. Ngoài ra các bạn thấy hữu ích thì có thể like cái video. Các bạn like để ủng hộ kênh nhé các bạn nhé. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại.